có được nhiều tình yêu từ Chúa Giêsu để tiếp tục truyền ngọn lửa tình yêu ấy cho những người mình gặp trong cuộc sống, đặc biệt là các học trò của mình. Đó là lời chúc dành cho quý cô quý thầy trong ngày 25 buổi này. Xin chào trên mỗi tay. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? My mother goes to me, guess what I start off? Cảm ơn tất cả các cô, các thầy
Cảm ơn tất cả chúng con. Không biết mình có làm gương hay không mà thấy Huy nói làm gương thấy nhục quá. Tại vì chắc là đối với chúng con sao, nhưng mà đối với nhất là cha Thắng ở đây thì ngày xưa ở trong nhà tập thì có gần gũi với cha Thắng hơn. Rồi không biết là lúc đó đây có bảo hộ đây nữa là thì cái sợ nhất của đời của cha đó là sợ nhất là phải làm gương, đó là sợ nhất. Tại vì mình biết mình là rất giới hạn, rất yếu đuối, cho nên bảo là làm gương thì là rất là sợ. Thì là chỉ có một cái mà làm sống có như sao thì sống như vậy. Cái giới hạn của mình thì mình ai chắc là cũng biết, rồi cái lỗi lầm thì cũng biết, bộc lộ ra có như sao thì sống vậy thôi. Cho nên không biết là có làm gương hay không, nhưng mà thấy Huy nói làm gương thấy sợ quá. Cảm ơn nhiều. Điều thứ hai đó thì là quả thật mà nói thì khi mà về đây thì có nhà ứng sinh ở đây, xe về đây được năm nay năm thứ năm, bắt đầu qua năm thứ sáu 2012 sắp đến. Thì thấy có nhà ứng sinh nó cũng vui, tại vì thấy nó trẻ trung hơn. Mình thì bắt đầu có chút tuổi rồi, cho nên nó cũng hơi già rồi, nên có ứng sinh thì nó cũng vui. Và làm như vậy làm cho cái tâm hồn của mình chắc hy vọng nó bớt già đi, có ứng sinh thì cũng trẻ trung ra một chút. Rồi cũng học được ở nơi ứng sinh chứ phải không, học được cái sự thấy bây giờ cha có nói chơi mới là mấy cha bảo chứ lỡ rồi, năm nay đi tu kiểu mấy chục năm rồi lỡ rồi, bây giờ cũng ra được nữa, mà thấy mấy chú đều cứ đâm đầu vào. Thì cũng thấy là một cái gì tấm gương cho mình đã bỏ đi những cái hiểu ngoài thế gian, mà cái tuổi này bây giờ đang là hăng say lắm, tài năng thì rất là nhiều rồi, xã hội nếu mà ra ngoài thì làm việc này kia cũng khá lắm, hộ nhà thấy thầy hộ biết rồi, nhân kia nữa không, nhưng mà thấy ứng sinh đã bỏ hết để đi theo con đường mà chú gọi. Thì đó là một cái sự hy sinh và một cái lòng cảm đại, cũng là một cái tấm gương cho cha, không phải là cha làm gương mà là ứng sinh làm gương cho cha. Cho nên thôi cái ngày hôm nay mình nên nói thảo lao chút xíu cho nó vui vẻ, chúc cho tất cả chúng con biết luôn luôn quảng đại, đã quảng đại với Chúa rồi thì hãy quảng đại nữa với Chúa, và khi mà mình quảng đại với Chúa không bao giờ thua cái lòng quảng đại của chúng ta hết. Xin chân thành cảm ơn. Sinh thân mến, thì đầu tiên con xin tạ ơn Chúa vì mọi sự ơn lòng mà Chúa đã trao đến cho chúng con qua sự dạy dỗ của quý cha, quý thầy, quý giáo sư, quý ân nhân, quý cô và anh em ứng sinh, và cắt riêng cho chúng con là ban giám đốc đây thứ 6, tháng 8, tháng 9 là những người đã rất là quảng đại, như lời cha nhân vừa nói là rất là quảng đại, đã đồng hành với anh em ứng sinh chúng con, đã trao gửi cho chúng con những món quà mà Chú đã ban đến qua bàn tay của chú và hai anh, và chúng con có được những sự triển nở trong những bước đường, và những cái triển nở đó nó là hành trang rất là quý báu cho chúng con. Thì không chỉ lúc trước kia, bây giờ và còn mai sau nữa, thì chúng con không biết gì hơn thì là lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất trong ngày 20 tháng 11 này, mình nhớ đến thầy cô những sự dạy dỗ đó. Và chúng con cũng xin Chúa luôn tôn đổ muôn ơn lành cổ xác xuống đến cho ban giám đốc, cho những món quà mà Chúa sẽ gửi đến cho các riêng thứ 6, tháng 8 và tháng 9, sức khỏe, bình an, niềm vui trong những bước đường mà chú và hai anh luôn luôn bước đi trong ơn sủng của Chúa. Chúng con xin một lần nữa tri ân giám đốc. Và chúng con cũng có một món quà nhỏ thì gửi đến chú 6 thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của chúng con đã được cáo từng đó. Món quà thì nhỏ nhưng mà tấm lòng của chúng con thì rất là to. Xin cho một tràng pháo tay nữa. Thank you.
cứ sinh nên người. Nhà nhà cũng đã tiếng cười, hôm nay cả đến hai người đến rồi. Chầm lên toàn cõi bồi hồi, hai từ bốn người bao đời đứng đây. Ngày cười đã lỡ ơn này, đã năm vô đắp, ăn say năm đầy. 10 năm là Tết trồng cây, 1 năm mãi mãi hăng say trong người. Chúc thầy cô chú trẻ mừng ứng sinh vui vẻ, thầy càng ngày càng khỏe, cô tắm hồng che trẻ. Tất cả quý vị, một lần nữa chúng con xin chúc mừng và xin chia tất cả quý vị.